Thượng, dạo rực lòng nhớ xôi gốc làng Phú Gia. Tại Hà Nội, xôi không chỉ là món ăn trên các mâm cỗ mà từ lâu đã trở thành một món ăn quen thuộc của người dân thủ đô. Và ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến với một lễ hội vô cùng đặc biệt và tham quan thủ phủ xôi của Hà Nội tại làng Phú Thượng nhé. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Phú Thượng, mặc dù đã 6 lần tham gia lễ hội xôi truyền thống làng Phú Gia, nhưng chưa lần nào bạn Nguyễn Thảo Ngọc không khỏi háo hức, bồi hồi mỗi khi lễ hội truyền thống được tổ chức tại làng. Lễ hội truyền thống của đình làng Phú Gia thì được tổ chức hàng năm vào mùng 9, mùng 10 và từ rất xa xưa rồi. Còn về hội xôi thì là mới được khi mà công nhận là di sản thì chúng em mới tổ chức được 6 năm ạ. Từ bé thì em đã được đi tham gia về văn nghệ cũng như là văn hóa của hội truyền thống. Còn về hội xôi thì cũng ngay từ những năm đầu tiên là em cũng đã được đi tham gia. Và em cảm thấy rất là tự hào và biết ơn khi mình sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống. Sau 2 năm bị trì hoãn bởi dịch Covid-19, lễ hội xôi làng Phú Gia năm nay tưng bừng hơn bao giờ hết, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự. Đến năm nay là lễ hội xôi lần thứ 6, rất đặc biệt cái là qua Covid này, nhân dân hào hứng được đến lễ hội, được lễ tham dự lễ hội xôi và lễ hội đình làng. Hội lấu xôi thì các chị em đều phấn khởi, từ trong năm đã chuẩn bị tất cả các đồ dùng, gạo, đỗ rồi các thực phẩm nói chung để phục vụ cho ngày lễ hội hôm nay. Đây là lần đầu mình đến với lễ hội xôi Phú Thượng. Cũng biết là lễ hội cái xôi Phú Thượng thì nó đã có từ rất lâu đời, nhưng mà đến hôm nay đến đây thì mình mới biết là cái khung cảnh rồi cũng như là cái tay nghề của người dân, người ta làm ra một món ăn gọi là món xôi ấy, truyền thống của người Việt Nam thì rất là công phu và là cũng rất là tốn thời gian. Thì mình không nghĩ là ở Hà Nội vẫn còn những cái làng nghề như thế này và được lưu truyền cho đến con cháu mai sau. Và không khí thì rất là náo nức, nhộn nhịp. Đấy, đi đâu mình cũng thấy như là hôm nay đã là mùng 8 Tết rồi, nhưng mà cảm giác như mùa xuân bây giờ mới bắt đầu. Lễ hội xôi làng Phú Thượng đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá nét đẹp văn hóa của dân làng tới du khách gần xa, trở thành hoạt động truyền thống kết nối giữa các thế hệ làng nghề, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống.